vị, Hà Nội vốn nổi danh là vùng đất trăm nghề. Rất nhiều ngành nghề từ xa xưa đều có ngày giỗ tổ để tưởng nhớ đến người sáng lập nghề và truyền bá rộng rãi trong xã hội. Như thông lệ hàng năm, hôm nay, những người con là nghề rèn đa sĩ lại tề tự đông đủ về tổ chức và tham dự lễ giỗ tổ nghề rèn tại làng đa sĩ, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông. Vốn là địa phương có nghề rèn truyền thống lâu đời và được Hiệp hội Làng nghề Việt Nam vinh danh là một trong 6 làng nghề truyền thống tiêu biểu của toàn quốc. Làng nghề rèn đa sĩ phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội được biết đến với các vật dụng bằng kim khí, phục vụ sản xuất nông nghiệp và các vật dụng như dao, kéo, tràng, bào, đục, phục vụ cho đời sống hàng ngày của người dân. Nghề rèn làng đa sĩ có từ thời Hùng Vương thứ 18 và phát triển mạnh vào thời nhà Trần. Lúc này, nghề rèn đa sĩ mới có điều kiện đào tạo chuyên sâu do hai cụ Nguyễn Thuần và Nguyễn Thuật truyền dạy. Khi hai cụ mất, người dân trong làng suy tôn cụ là cụ tổ nghề, hàng năm tổ chức giỗ hai cụ vào ngày 27 tháng 3 và ngày 25 tháng 8 âm lịch. Giỗ tổ nghề thể hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn và tôn sư trọng đạo để nhớ ơn các bậc tiền nhân có công truyền dạy nghề và cũng là dịp để động viên, hỗ trợ nhau trong công việc làm ăn, gìn giữ và phát huy nghề truyền thống.